Erling Haaland nổi cáu khi bị trọng tài vung tay trúng mặt. Tiền đạo Man City Erling Haaland tỏ ra bực tức khi bị trọng tài chính vô tình vung tay trúng mặt trong trận lượt đi tứ kết Champions League với Real đêm qua. Tình huống diễn ra vào giờ nghỉ giữa hiệp khi trọng tài François Letessi đang trao đổi với hậu vệ Dani Carvajal bên phía Real và Haaland từ phía sau bước tới. Do đang quay lưng không nhìn thấy tiền đạo Man City, ông François Letessi giơ tay giải thích với Carvajal và vô tình đập mu bàn tay vào mặt Haaland. Trọng tài ra dấu xin lỗi và kiểm tra xem Haaland có ổn không, nhưng chân sút người Na Uy gạt đi và vung tay tỏ vẻ bực tức. Trên mạng xã hội, các fan bình luận về tình huống này. Haaland được cho nổi cáu một phần vì có hiệp đấu không như ý, trọng tài tát Haaland để xem liệu cậu ấy có tỉnh táo trong hiệp hay không, một tài khoản viết. Nhiều fan đùa rằng trọng tài không thấy Haaland trên sân vì anh bất hút suốt 45 phút đầu và gọi tình huống ông vô tình vung tay vào má anh là cuộc gọi thức tỉnh. Theo thống kê của The Sun, Haaland chỉ khống chế được 4 đường truyền trong hiệp 1. Anh cũng chỉ có một cú sút về phía cầu môn Real nhưng bị thủ thành Andy Lunin hóa giải. Dù chân sút chủ lực bị vô hiệu hóa, Man City lại là đội mở tỷ số trước nhờ bàn thắng ngay phút thứ 2 của Bernardo Silva. Tuy nhiên chưa đầy 10 phút sau, chủ nhà Real có 2 bàn thắng liên tiếp và dẫn 2-1 sau giờ nghỉ. Sang hiệp 2, Foden gỡ hòa 2-2 cho Man City trước khi đồng đội Joao Gadio nâng tỷ số lên 3-2. Real giữ lại một điểm trên sân nhà sau bàn thắng của Federico Valverde. Erling Haaland thi đấu trọn vẹn 90 phút nhưng mờ nhạt và bị tờ Goal chấm 3 phần 10 điểm, thấp nhất đội. Trận tứ kết lượt về giữa hai đội diễn ra vào 18-4 trên sân Etihad của Man City. Sau mùa giải đầu giành cú ăn 3 với Man City, Erling Haaland có dấu hiệu chững lại mùa này. Tiền đạo sinh năm 2000 vẫn dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League với 19 lần lập công nhưng chỉ hơn người thứ hai Ollie Watkins một bàn. Ở Champions League, Haaland cũng có 6 bàn như Mbappe, PSG, hay Griezmann, Atletico Madrid và kém người dẫn đầu Harry Kane, Bayern Munich, một bàn. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.